Hương và anh Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Hoàng ơi, em có một điều phải hỏi anh liền đó. Là một bữa tiệc đó anh, mình chỉ cần vài khách thôi, vài người bạn của mình thôi, thì mình phải chuẩn bị bao nhiêu món hả anh? Thường á, thì chúng ta tổ chức một buổi tiệc là chúng ta phải thiết kế menu, phải theo độ tuổi nè, theo giới tính của khách mình nè, và lượng khách là bao nhiêu người nè. Đó, không biết không? Thì thường trong một buổi tiệc nào cũng vậy, thì chúng ta sẽ cần 3 món ăn. À, đó em biết nè, khai vị, món chấm nè, món chính và món tráng miệng. Vậy thì em phải làm món gì đây? Mà tại sao hôm nay Ngọc Hương hỏi anh vậy? Tại vì sắp tới á, cả đám bạn của em sẽ tụ họp lại, mỗi người nấu một món ăn. Mà em lại là làm trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nên đương nhiên là phải nấu món chính rồi. Em đang suy nghĩ không biết nấu món gì cho độc đáo đây. Anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món ăn hôm nay có liên quan đến bánh mì và một ít sốt mayonnaise. Đó là bánh mì kẹp tôm trộn với sốt mayonnaise. Để chế biến món bánh mì kẹp tôm trộn sốt mayonnaise, chúng ta sẽ cần có những gia vị và nguyên liệu như sau. Mình sẽ cần cho 4 người ăn ha, mình sẽ cần 4 ổ bánh mì. Dạ. Nhưng đây anh chỉ cần làm 2 ổ thôi, anh với em. Dạ. Chúng ta cần khoảng 300g tôm sú, một ít xà lách, một trái cà chua, nửa củ hành tây, dạ, một ít hành tím, một ít ngò ý, một trái ớt và một trái dưa leo. Phần gia vị chúng ta cần phải có là một ít tương ớt nè, muối nè, tiêu và một gia vị không thể thiếu để làm món bánh mì kẹp tôm sốt mayonnaise. Dĩ nhiên đó là sốt mayonnaise. Bây giờ còn trời nữa, mình sẽ sơ chế món ăn này nha. Dạ. Trước tiên mình sẽ luộc tôm. Thì Ngọc Hương sẽ bắt cho mình một nồi nước sôi nha. Dạ em nhớ mà. Quý vị và các bạn cũng hãy cùng với Ngọc Hương ghi nhớ điều này. Chúng ta sẽ luộc tôm trong nước sôi. Quý vị các bạn nên nhớ, mình khi luộc cái gì cũng vậy, mình có thể cho vào một ít muối. Dạ. Nhưng mà ở đây khi luộc tôm anh cho vào một ít hành tím đó nha. Dạ. Rồi nước sôi rồi. Nước sôi rồi. Cho vào một ít muối rồi hành tím. Rồi mình bỏ tôm vô đúng không anh Hoàng? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ cho phần tôm này vào luộc. Anh Hoàng ơi, khi mà luộc tôm á, em không có biết là như thế nào là tôm chín vừa để đảm bảo độ ngọt trong tôm á anh? À, tôm như thế này cũng là gần chín rồi em. Khi mà luộc tôm thì tôm vừa có màu đỏ ửng và vừa nổi lên mặt và phần tôm co lại như thế này. Ừ, cong lại hình bán nguyệt đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ thì mình vớt ra phải không? Giờ mình sẽ vớt phần tôm này ra hả? Dạ. Em để ý thấy nha, khi mà mình luộc cái gì thì mình cũng cho vô tô nước đá khi mà nó chín đúng không anh Hoàng? Đúng rồi. Sau khi luộc phần nước xong thì mình sẽ bóc vỏ phần tôm này hả Ngọc Hương? Dạ. Phần tôm sau khi chúng ta lột vỏ xong thì mình sẽ tiến hành cắt hạt lựu. Bây giờ phần tôm này cắt xong á, mình sẽ ướp với một chút xíu muối, khoảng nửa muỗng tiêu ha. Dạ. Một muỗng tương ớt. Ngọc Hương và quý vị nên nhớ khi mình cho mayonnaise vào tôm này thì mình cho với một lượng vừa phải thôi. Thì khi một lát nữa mình dùng bánh mì mình có cho phần mayonnaise trong bánh mì rồi. Dạ. Khoảng một muỗng là vừa. Xong rồi mình sẽ trộn tất cả lại với nhau, đúng không anh Hoàng? Mình trộn lên với bằng. Dạ. Rồi, đưa vào đấy Ngọc Hương. Dạ. Mayonnaise nó hòa quyện vào thịt tôm rồi đấy. Rồi giờ mình sẽ để đây. Tiếp theo anh sẽ cắt dưa leo, cà chua mình cũng cắt lát luôn. Giờ phần hành tây này mình cũng cắt lát luôn ha. Mà anh Hoàng ơi, có nhất thiết là mình cho thêm hành tây không? Bởi vì theo em được biết thì cũng có nhiều người không có thích ăn hành. Như em chẳng hạn, em thì nghe mùi hành thì em không có thích cho lắm. Nếu em không thích ăn hành tây hay là quý vị các bạn ở đó không thích ăn hành tây, mình có thể thế vào một ít hành lá cũng được. Dạ. Còn hết thì mình sẽ cắt lát ha. Rồi, thế là xong. Bây giờ mình sẽ cắt bánh mì. Bánh mì sẽ cắt dọc như thế này thôi. Bánh mì sau khi mình cắt xong như thế này ha, mình sẽ cho vào một ít sốt mayonnaise. Nhìn hấp dẫn quá. Giờ mình sẽ lấy muỗng mình tán đều ra. Tán đều ra như thế này. Xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho dưa leo, xà lách, cà chua vô. Mình sẽ cho một ít dưa leo nè, cà chua, và lát cà chua ha, một ít salad. Món này là em thấy là nhiều màu sắc mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Dưa leo, cà chua, salad sẽ cung cấp nhiều vitamin đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần thịt tôm để trộn sốt mayonnaise này rồi. Và cuối cùng mình sẽ cho một ít hành tây hay là hoặc hành lá đó, nếu em thích hành lá thì cho hành lá rồi. Và lát ớt. Cho ngò vào đi anh, em thích ăn ngò. Rồi một ít ngò rí cho mình sẽ đè bánh mì đi ra. Xong rồi. Giờ mình sẽ cắt làm đôi ha. Dạ. Hoàng hô, xong hết rồi anh Hoàng ơi. Bây giờ chỉ việc bày ra dĩa và ăn thôi đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh sẽ bày dĩa cho em xem ha. Dạ. Mình có một cái dĩa lớn mình trang trí và trái cà chua ha, và lát dưa leo. Mình sẽ cho phần mì vào thôi. Như thế này thôi. Công nhận là món này chế biến nhanh thiệt là nhanh đó anh Hoàng. Mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa chứ. Em tin chắc là bạn bè em sẽ rất thích món này. Cảm ơn anh Hoàng nha. Còn quý vị khán giả thì sao? Hãy trổ tài thực hiện món bánh mì kẹp tôm sốt mayonnaise để có thể làm phong phú thực đơn cho bữa ăn của gia đình mình. Và đặc biệt là món này rất thích hợp làm điểm tâm sáng nữa đó. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị hãy đừng quên đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 11h50 trên kênh HTV7 lần sau với món bánh mì tẩm trứng chiên. Xin được chào tạm biệt quý vị.